Đó, này mà nó là giấy này bay thì lá bay thì thoải mái vô tư. Rồi hôm nay sẽ là một cái chủ đề giới thiệu cho mọi người những cái combo cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn của hãng Toto ha. Và đây là một cái dịp rất là tiện, rất là hay. Nói chung là không có cái dịp nào mà chúng ta mua những cái thanh đồ mà của hãng Toto mà nó rẻ như bây giờ hết trơn á. Và hãng đang được tài trợ những cái dòng mà gọi là combo. Và đây là những cái dòng combo gọi là dụng cụ làm vườn nha. Dụng cụ làm vườn mà nếu anh chị nào mà đang có nhu cầu mà chúng ta chăm sóc vườn, chăm sóc cây cảnh và chúng ta làm cái khu vực khuôn viên của mình thì chúng ta mua những cái bộ này. Đây là thời điểm để cho mọi người mua những cái giá rẻ nhất và hôm nay Đồ Nghề Tự Chọn sẽ giới thiệu cho các anh chị là những cái combo giá rẻ ha. Rồi, mà đầu tiên á, để mình giới thiệu những cái dòng nhỏ nhỏ trước đi cho các anh chị đi. Thì ở đây hãng combo vừa mới ra mắt cái đóng một cái combo này ha, là cái dao gọc giấy và thước. Thì cái bộ combo này là họ đóng dành cho những cái anh chị nào bán hàng gói hàng nhiều ha, chúng ta đóng trái cây, chúng ta đóng thùng hoặc chúng ta khui hàng nhiều đó thì chúng ta nên mua cái bộ combo này. Bộ combo này nó bao gồm ba cái dao gọc giấy, một cái dao gọc giấy thẳng, một cái dao gọc giấy cong và một cái dao gọc giấy là dạng chuyên dụng để chúng ta cắt cáp nha. Rồi hai cái thước, một cái thước là 3 mét và một cái thước là 5 mét. Trọn bộ như thế này luôn, kèm cho mình là thêm 20 cái lưỡi nữa, 20 cái lưỡi chúng ta thay sơ cua thế này. Đó. Chưa nói giá nha. Nếu mà mọi người mua những cái cây này rẻ này nào bình thường trong đây nè, mua rẻ lắm cũng 30 ngàn, 50 ngàn hoặc là 70 ngàn một cây loại như thế này thì nguyên bộ như thế này chúng ta mua đâu đó khoảng 300 ngàn. Nhưng anh chị nào mà đóng hàng nhiều, gói hàng nhiều, chúng ta mua cái bộ này thôi. Cái bộ này chỉ có 160 ngàn thôi nha anh chị. 160 ngàn. Ha. Free ship cho mọi người luôn. Chương trình của hãng Toto tài trợ. Ha. Free ship cho mọi người. 160 ngàn thì mọi người sẽ được ba cái dao gọt giấy, một cái thước 2-3 mét và một cái thước 5 mét. Mình đo kích cỡ cái kiện hàng. Dao này chúng ta để cắt con keo, cắt cáp. Ha. Và chúng ta mòn rồi chúng ta sẽ thay thế bằng cái lưỡi này. Trọn bộ thế này chỉ có 160 ngàn thôi nha. Cực kỳ rẻ luôn, đây là cực kỳ rẻ luôn. Những cái combo Toto về đợt này rất là rẻ và Đồ Nghề Tự Chọn nhập về rất là nhiều để mà bán cho các anh chị. Đây là những cái mùa mà chúng ta cuối năm rồi, chúng ta đóng hàng nhiều, mua sắm nhiều thì chúng ta nên lựa chọn thời cơ để chúng ta mua ha. Rồi 160 ngàn bộ dao gọt giấy của hãng Toto ha. Tất cả các chị ha, ba dao, hai thước, 20 lưỡi, 160 ngàn trọn bộ thế này, miễn phí ship toàn quốc cho các anh chị luôn. Rồi chưa hết nha, đây là một sản phẩm đầu tiên nhá hàng giá rẻ thôi. Rồi cái sản phẩm thứ hai là cái dụng cụ làm vườn này, hoặc là cái này trước đi. Anh chị nào mà chúng ta làm vườn, chúng ta mua cái bộ này, chúng ta chăm sóc mai nè, cây cảnh cuối năm nè, và chăm sóc vườn tược của mình, chúng ta làm khuôn viên của mình thì chúng ta mua cái bộ này. À, đây là một cái bộ làm vườn của hãng Toto. Bộ nó đóng theo cho mình ha, một cái túi nè các anh chị, một cái túi để chúng ta cất giữ nha. Túi này đựng đồ nghề đó ha, chúng ta cất giữ cái túi nè. Một cái bình nước 2 lít cho mọi người. Rồi chưa hết, rất là nhiều nha. Đầu nói nhanh, vòi xịt nha, và nó có nhiều chế độ chúng ta chỉnh cấp tia nha, nhiều chế độ chúng ta chỉnh cấp tia đó, chỉnh áp lực được nè ha. Rồi tiếp đây là một cây kéo cắt cành đó. Cái kéo này mấy mọi người mua lẻ không của hãng Toto, con kéo này nhẹ lắm nha, nhẹ ngon lành. Cái kéo này mọi người mua lẻ không á thì đâu đó nó gần khoảng 100 ngàn nha, cái kéo này 70-80 ngàn gì đó. Rồi tiếp tục một cái cây xúc đất ha, giống như cây bay đó ha, cây sủi đất. Rồi một cái cây kéo để mà chúng ta nhấp cành. Đây, cái kéo này nó lạ nha, anh chị nào mà làm vườn nhìn cái kéo này là nhìn thích luôn nè, nó hơi lạ nha. Đây cây kéo thường thường của mình đó là mình nhấp bình thường phải không, cái kéo này nó cái thế nó dày nè, cái thế nó dày nè, cái mình bóp lại nhấp nè. Nó giống như chúng ta cắt lá đó ha, mình làm mà cắt lá nó cắt 90 độ nó rất là khỏe cho mọi người luôn. Nó cắt tỉa hàng rào, tỉa hàng rào cơ bản luôn. Rồi chọn bộ như thế này, chọn bộ như thế này ha, những linh kiện trong nè, chọn bộ nè. Một cái túi cho mọi người, hai đầu nói nhanh, một cái vòi xịt, một cái bình 2 lít, một cái kéo cắt, một cây bay và một cái kéo cắt cành nhỏ, một ha, chọn bộ thế này 590 ngàn, miễn phí ship toàn quốc ha. Tất cả những cái combo hiện tại giờ hãng Toto đang đóng là sẽ được miễn phí ship toàn quốc tại Đồ Nghề Tự Chọn nha. Và đây là cái chương trình này sẽ diễn ra đến khi nào mà sản phẩm hết hàng ha các anh chị. Còn hàng thì mình sẽ tiếp tục mình bán cho các anh chị giá này luôn. Tại vì đây là lâu lâu hãng nó mới ra những cái chương trình khuyến mãi rẻ thế này để mà cho mà Đồ Nghề Tự Chọn có cơ hội để giới thiệu cho các anh chị. Và cuối năm rồi về mình làm. À, cái này thì nó gọn quá nè. Để trong cái túi như thế này rồi chúng ta cất giữ thôi. Nè, nó thôi, cất giữ nè, nó ha, mình đem đi ra về vườn mình làm, sau đó mình cất lại. 590 ngàn nha.
590.000 một bộ như thế này ha các anh chị. Mua lẻ nguyên cái bộ này, cái bình này không tầm khoảng 100. Mấy cái kéo linh tinh này tầm khoảng 100, trăm mấy mà một đống đồ luôn thì chỉ có 590.000 thôi. Ha, đó là cái bộ bộ dụng cụ làm vườn của hãng Total, miễn phí ship cho tất cả mọi người luôn. Tất cả những ở đây là miễn phí ship nha. Nhắc lại miễn phí ship, qua hỗ trợ trả góp luôn. Anh chị nào mà mua cái này mà từ 100.000 mà đến 1 triệu, dưới 1 triệu cái bộ nãy dưới 1 triệu đi, anh chị qua lấy về dùng. Một tháng sau thanh toán tiền nha. Còn trên 1 triệu thì mình sẽ có chương trình trả góp cho các anh chị. Rồi, cái bộ này về tiếp tục ha. Cái bộ này về tiếp tục cho mọi người nè. Một cái combo, một cái máy thổi bụi, một cái máy cắt cỏ. Cắt cỏ này chúng ta cắt cỏ bằng dây cước, nên chúng ta cắt cỏ dài, cỏ mịn thôi nha. Cỏ chỉ nè, cỏ nhật nè. Chúng ta cắt cỏ bụi trong nhà ha. Đó, để chúng ta làm cái khuôn viên gia đình mình. Mình cắt xong mình dùng cái máy thổi lá này để mình thổi. Thì nguyên cái bộ như thế này ha. Nguyên cái bộ thế này là chỉ có là 1.650.000 thôi các anh chị. 1.650.000 là nguyên bộ thế này. Một, hai cái máy, hai viên pin, một cục sạc nha. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827-799-799 để được chính sách tốt nhất. Cái bộ này đợt trước mình có một cái video mình giới thiệu cái bộ này về rất là nhiều. Và hôm nay về tiếp tục rất là nhiều luôn cho mọi người luôn. Và bán rất là nhạy, bán rất là nhanh nha. Đây là những cái chương trình khuyến mãi thực tế là lâu lâu mới có một lần. Và chương trình này của tháng 9 nha. Đây, nếu mà tháng 9 này gần hết là nhập thêm. Đó, đây là một cái máy thổi lá nè. Anh chị thấy không? Đó, ngày xưa mà mình quét đồ, mình cầm chổi mình quét nó rất là lâu. Và bây giờ có một cái máy thổi lá thế này chúng ta gom. Nó tiết kiệm đâu cho mọi người ít nhất là 70-80% thời gian mà để chúng ta quét. Cái máy này là sử dụng động cơ không có chỏ than nha. Không chỏ than luôn. Và cái máy này á là nó sẽ có tốc độ là 115 km/h. Nha các anh chị. Nó đến kèm cho mình đây là hai viên pin. Nó đến kèm cho mình hai viên pin 2A như thế này. Và một cục sạc ha. Lắp vào mình dùng. Tất cả những cái sản phẩm này á, máy nha, bảo hành pin, máy pin sạc đồ nào bảo hành cho mọi người 6 tháng hết. Đó. Đó, mọi người thấy nó thổi ha. Thổi đồ là bay phơi phới luôn á. Đó, anh chị thấy không? Nó thổi đồ là bay phơi phới luôn nè. Nè. Đó, này mà nó là giấy này bay thì lá bay thì thoải mái vô tư. Rồi. Chọn bộ như thế này nha. Một cái máy thổi lá như thế này. Hai cục pin. Một cục sạc và thêm một cái máy cắt cỏ nữa, để lấy cái máy cắt cỏ ra luôn. Nè. Máy cắt cỏ nè. Coi như là mọi người mua cái máy thổi lá này á là được tặng cái máy cắt cỏ đó. Giá nó rẻ. Thế là tại bình thường mình mua máy thổi lá này một hai viên pin thì nó đâu đó cũng khoảng 1.600.000-1.700.000 rồi. Trong chương trình này, trong combo này thì Total tặng thêm cho mọi người một cái máy cắt cỏ nha, để chúng ta tiện sử dụng. Chọn bộ như thế này chỉ có 1.650.000 thôi các anh chị. Cực kỳ rẻ và cực kỳ hấp dẫn cho các anh chị luôn. Sản phẩm này hỗ trợ trả góp luôn nha và miễn phí ship toàn quốc cho các anh chị. Rồi cái bộ hồi nãy á là sẽ là 1.650.000, anh chị chỉ cần trả trước là 550.000 thôi là mọi người đã nhận cái bộ đó về rồi. Coi như là mọi người mua cái máy thổi lá kèm hai pin thì mọi người được tặng thêm máy cắt cỏ, rất là rẻ trong chương trình này ha. Và đây là một cái máy mới, mình thích cái máy này và mình muốn giới thiệu cái máy này đến cho các anh chị. Nó rẻ dữ lắm, rẻ luôn. Đây là một cái thời điểm mà mọi người chưa bao giờ mà hãng Total tung ra những cái khuyến mãi mà siêu rẻ như thế này. Đây ha, đầu tiên cho mọi người coi nào. Trong cái combo nó đóng như thế này thì đây là những dụng cụ làm vườn nha. Một cái máy cưa lâm xích, một cái máy cưa lâm xích dùng pin động cơ không chổi than. Và mọi người sẽ được hai viên pin, một cục sạc. Nếu mà bình thường nha, mọi người mua cái máy này, cái máy cưa xích này nè, nó mắc tiền nè. Hai viên pin, một cục sạc thì nó khoảng 2 triệu. Thì trong cái bộ này nè, nó chỉ có 2 triệu mốt thôi. Chọn bộ nó coi như là nó tặng cho mọi người luôn cái máy cắt tỉa cành hàng rào. Đó, khui ra cho mọi người coi. Đây. Cái này là 2 triệu ha. Bình thường mình mua cái máy này, động cơ không chỗ than nha. Động cơ không chỗ than nha, nó có cái nắp chụp bảo vệ nè. Nó có nắp chụp bảo vệ nè. Máy kèm cho mình là hai viên pin 2.0 ha, 2A, kèm một cục sạc. Và cái bộ như thế này nè, bình thường mọi người mua á, như thế này là 2 triệu nha, hơn 2 triệu một tí. Nhưng mà bây giờ trong bộ này thì mọi người mua mọi người sẽ được tặng rất là nhiều luôn. À, chúng ta ghim đi pin vào ha. Thì ngoài sau pin á nó có cái nút để chúng ta kiểm tra dung lượng pin nè. Khi mà muốn khởi động á là mọi người phải bóp cái nút này, chúng ta giữ trong vòng khoảng 5 giây thì máy đèn xanh nó mới bật lên, nó khởi động và chúng ta cắt thôi. Đó, cái máy này là cưa những cái cây mà bằng cùm tay hoặc là những cái cây tràm, những cái cây cơ bản ở nhà ở ngoài vườn của mình đó, mình cưa rất là ngon lành ha. Cái máy này trọng lượng không quá nặng nha,
chọn bộ cái này chắc tầm khoảng 1,5 kg, khi mà chúng ta cầm nó cũng thuận tiện cho mình luôn. Thôi một máy như thế này, hai pin một sạc mà nó đó, là nó chỉ có 2,1 triệu thôi, 2,1 triệu nha, bao ship toàn quốc, hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc luôn, hỗ trợ anh chị trả góp luôn, nghĩa là mọi người chỉ trả có 700.000 là mọi người nhận được cái bộ này rồi. Quên quà tặng nha, quà tặng kèm theo, đây mình phải lấy mấy cái này ra mình mới lấy được cái quà tặng nó ra, thì mình mới lấy được cái quà tặng của nó. Thì quà tặng của nó là bao gồm là một cái máy tỉa hàng rào nha. Anh chị nào mà mua cái này chúng ta đem về chúng ta tỉa lá, tỉa hàng rào đó là ngon lành luôn nè. Đây đó, đó, nắp chụp bảo vệ tỉa hàng rào. Đây cái máy này mọi người mua lẻ bèo lắm cũng cái chịu rồi nha mọi người, rẻ lắm cũng cái chịu nha. Nên là cái máy này đang có chương trình tặng cho mọi người trong đây luôn, xem như là tặng đi, đóng combo gì là coi như là tặng đi, quá rẻ rồi. 2,1 triệu, 2,1 triệu mà anh chị được nguyên bộ này, hai pin một sạc, miễn phí ship và hỗ trợ trả góp luôn, trả 700.000 lấy nguyên cái bộ này về. Trời ơi nó rẻ cực kỳ luôn, nên là mình về nhiều lắm ha, không sợ hết hàng, về nhiều lắm không sợ hết hàng. Nhưng mà chương trình này hãng chạy chương trình này tháng 9 nên là mình tranh thủ mình ôm hàng thôi, còn mà sau tháng 9 thì nếu mà bán hết rồi thì hết nha, nếu mà hãng có chương trình thì nhập tiếp. Rồi cái máy này ha, để mà khởi động được á, chúng ta bật cái nút này lên, nào, và chúng ta bóp đồng thời hai nút, một cái cò ở đây và một cái lẫy ở đây, chúng ta bóp đồng thời thì máy nó mới chạy được nha. Đó ba nút mình buông một trong ba là nó sẽ ngưng đó, các anh chị thấy không đó. Đây động cơ không chổi than, tỉa hàng rào, tỉa bây giờ nói chung là nó đóng hay lắm. Nhà anh chị có làm sân vườn, anh chị tỉa cây tỉa cảnh, chúng ta lấy cái cây này chúng ta tỉa nè. Rồi cây nó lớn rồi, cái mình lấy cái cây cưa chúng ta cắt, nhánh này, cắt này nọ rất là ok luôn. Và khi cỏ nó mọc lên á, cái mình lấy cái bộ cắt cỏ hồi nãy mình mọc, mình cắt trên gạch của mình, tại gạch của mình lâu lâu nó vẫn mọc cái cỏ lên mà, cái mình cắt cái gạch đó. Và sau khi mình cắt hết trơn rồi, thay vì chúng ta đi quét đó, thì bây giờ nó có cái máy thổi lá đó, mình cầm cái máy thổi lá mình quơ một cái thì nó tiết kiệm cực kỳ thời gian cho mọi người luôn. Và chúng ta dọn cái vườn của mình vừa ăn Tết đẹp nè, vừa cuối năm đẹp đẽ nè, mà dọn rất là nhanh, không quá mệt, rất là khỏe luôn. Và chúng ta tiết kiệm được là công sức để mình mướn nhân công để mình làm nữa. Ví dụ như giờ các chị mướn nhân công làm đi, thì các anh chị giao đồ này cho họ làm, giá nó cũng rẻ mà, mình giao đồ cho họ làm, họ làm xong rồi mình kiểm soát. Thì bây giờ hồi xưa mình trả 2 ngày tiền công thì mới làm được, còn bây giờ trang bị như thế này mình trả có 1 ngày tiền công thôi, nó rất là nhanh, rất là rẻ luôn. Và cái bộ này rất là rẻ nha các anh chị, 2,1 triệu thôi, bao ship toàn quốc, hỗ trợ trả góp chỉ từ 700.000 được hai cái máy này rồi. Thấy không? Anh chị nào mà mua cái bộ trước của mình rồi á, về cái bộ này thấy thích đặt hàng thêm nha. Rồi tất cả thông tin này đều nằm ở đường link bên dưới sản phẩm. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.